Công văn mới nhất của Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Nhân ngày ngày 25 tháng 6 năm 2021, bà con chú ý, tạm dừng các cơ sở kinh doanh, hoạt động ăn uống, giải khát dọc hai tuyến quốc lộ 1A cũ và mới kể từ 12 giờ ngày 25 tháng 6 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới, mọi người chia sẻ thông tin đến và con dọc theo quốc lộ tại các phường, xã, Hoài Đức, Bồng Sơn, Hoài Tân, Hoài Thanh Tây, Hoài Hảo, Tam Quang, Tam Quang Bắc, Hoài Châu Bắc thông báo khẩn. Một tài xế đường dài ở Đà Lạt dương tính với sars cov 2 Tài xế quê ở An Nhơn Bình Định, lịch trình có ghé quán cơm Thành Luân ở Hoài Nhơn Bình Định. Sau đây là thông tin chi tiết, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang thông báo lịch trình di chuyển, tiếp xúc của trường hợp dương tính với virus sars cov 2 như sau. Tài xế hàng đông lạnh đường dài làm việc tại công ty tín An Lộc thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng, hộ khẩu thường trú tại thôn Hoàng Y, phường Nhân Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định địa chỉ nơi đang sinh sống đường Hồ Xuân Hương, phường 9 thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng, tiền sử dịch tể, ngày 15 và ngày 16 tháng 6 năm 2021, lái xe đến thu mua vải tại địa điểm xã Kiên Thành huyện Lục Ngạn, tiếp xúc với một số người bốc xếp vải lên xe, lịch trình di chuyển, anh là lái xe đông lạnh đường dài, trong tháng 6 năm 2021 đã ra Bắc Giang thu mua vải được hai chuyến, chuyến đầu trước ngày 10 tháng 6, chuyến 2 từ ngày 15 tháng 6 năm 2021. Từ ngày 15 tháng 6 năm 2021 xuất phát từ huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang đi vào chợ đầu mối hoa quả Bảo Lộc thành phố Đà Lạt. Lúc 21 giờ ghé ăn cơm tại quán cơm cuối đường tránh thành phố Thanh Hóa không nhớ rõ địa chỉ. Ngày 16 tháng 6 năm 2021, lúc 8 giờ đổ dầu tại cây xăng Quang Sơn trên đường tránh thành phố Huế. Tại đây chỉ đưa tiền, không xuống xe. Khoảng 12 giờ đến 13 giờ ngày 16 giờ ghé ăn cơm tại quán cơm Thành Luân ở Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định ngày 17 tháng 6 năm 2021, 2 giờ 30 phút đến chợ đầu mối hoa quả bảo lộc, tỉnh Lâm Đồng có xuống xe nói chuyện với chủ hàng, sơ đợt thơ không nhớ, có đeo khẩu trang, 10 giờ 0 phút, giao hoa quả tại bến xe Phương Trang, huyện Đức Trọng, xuống giao hàng có đeo khẩu trang, 11 giờ 0 phút, tại ga ra ô tô hà ở Hồ Than Thở, thành phố Đà Lạt, có ngồi uống nước, ngày 18 tháng 6 năm 2021, mua cơm ở quán cơm tại ngã Ba Chi Lăng, phường 9, thành phố Đà Lạt sau đó về phòng trọ tại xóm trọ H32, phường 9, thành phố Đà Lạt ở đến ngày 22 tháng 6 năm 2021, không tiếp xúc với ai. Ngày 23 tháng 6 năm 2021, 0 giờ 20 phút, cùng anh Nguyễn Đình Hoành, phường 8, thành phố Đà Lạt, xuất phát đi ra Bắc Giang, 4 giờ 0 phút ăn bún tại quán bún xe tải ở Vạn Dã, thành phố Nha Trang, 10 giờ 0 phút mua cơm tại quán cơm gần cây sang nhà nước ở cạnh đèn xanh, đèn đỏ đầu tỉnh Quảng Ngãi, có đeo khẩu trang, 15 giờ không phút đổ dầu tại cây xăng Quang Sơn trên đường tránh thành phố Huế, không xuống xe, chỉ đưa tiền qua cửa và có đeo khẩu trang, 23 giờ không phút mua xôi của người bán rong ở trên đường tránh thành phố Thanh Hóa. Ngày 24 tháng 6 năm 2021, 3 giờ 15 phút chợ Hoa Quảng Bá, Hà Nội, 9 giờ 0 phút, tại ga ô tô Cường Xanh ở gần cầu Thăng Long, có uống nước trẻ, 2 giờ không phút đến phố Kim, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Ngủ đến khi đi lấy mẫu test nhanh với Sars-CoV-2. Kết quả xét nghiệm dương tính đã được lấy mẫu xét nghiệm tờ cờ giờ đến 16 giờ 30 phút cùng ngày có kết quả xét nghiệm ở cờ giờ dương tính với Sars-CoV-2. Bệnh nhân được chuyển đi điều trị tại cơ sở điều trị Covid-19 bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh. Hiện tại không ho, không sốt, không khó thở. Sở Y tế tỉnh Bắc Giang trân trọng thông báo để các địa phương trên có biện pháp phòng chống dịch kịp thời. Sở Y tế Bình Định. Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước thông báo về trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung đối với công dân Tân Vĩnh Bình sinh năm 1964 nghề nghiệp tài xế. Địa chỉ thường trú khu tập thể ga Diêu Trì, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, lịch trình cụ thể như sau. Từ ngày 10 tháng 6 năm 2021 đến 15 giờ ngày 18 tháng 6 năm 2021, làm việc tại ga Diêu Trì, tiếp xúc với gia đình và nhân viên tại ga từ 15 giờ ngày 18 tháng 6 năm 2021 đến 18 giờ ngày 18 tháng 6 năm 2021 lái xe ô tô 7 chỗ đến tại Phú Yên, Ga Hòa Đa đón đoàn kiểm tra chi nhánh khai thác đường sắt Nha Trang. Trong thời gian này có tiếp xúc với ông Ninh F không khoảng 5 phút, cả hai người không đeo khẩu trang, từ 18 giờ ngày 18 tháng 6 năm 2021 chở đoàn kiểm tra về lại ga Diêu Trì lúc 2 giờ sáng ngày 19 tháng 6 năm 2021 từ 2 giờ sáng ngày 19 tháng 6 đến sáng ngày 24 tháng 6 năm 2021 về lại khu tập thể ga diêu trì sống và làm việc. Trong thời gian này có tiếp xúc với gia đình, cha mẹ và nhân viên ga diêu trì. Sáng ngày 24 tháng 6 năm 2021 nhận được thông tin ông Ninh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 nên đến trạm y tế thị trấn Diêu Trì để khai báo, xét thấy trường hợp trên thuộc diện cần được cách ly y tế tại cơ sở y tế tập trung của tỉnh. Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước kính báo cáo đề nghị Sở Y tế ra quyết định cách ly tập trung trường hợp trên. Trung tâm Y tế sẽ chuyển đối tượng đến nơi tập trung đúng quy định.